Chắc anh Hoàng rapper có nhiều kinh nghiệm cưa cẩm lắm đúng không? Đương nhiên, đương nhiên. Anh sẽ sử dụng những bài hát của mình sáng tác. Anh hát liên tục, anh hát lia lịa, anh hát hàng đêm, anh hát hát tới nào mà cổ chán, cổ chịu không được, cổ phải gật đầu thôi. Anh nghĩ là chính nhờ giọng hát này mình mới có tình yêu. Còn như ai đó mà không có giọng hát em, ế hoài. Một trong hai nữ chính ngày hôm nay là ca sĩ Bolero. À, giới thiệu ra luôn. Xin mời bạn Quỳnh Như. À, hèn chi có chất giọng ngọt ngào đến vậy. Từ âm thanh đến hình ảnh đều sống động hơn bên kia nhiều. Yeah. Em bị hấp hồn bởi một người. Chị hả? Dạ không, dạ không, dạ không. Bạn nữ áo đỏ. Hãy giữ mãi những khoảnh khắc này. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hai rapper em... Ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Anh cũng có đôi có cặp ở nhà rồi. Làm con gái chưa một lần yêu ai. Anh chỉ thương em thôi. Beautiful you are. Chào Thùy Linh. Dạ em chào anh. Em có thể đứng gần hơn chứ đứng gần Lê Lộc người ta mất công so sánh gặp khiển nha. Trời ơi anh ơi, bây giờ mới thấy nha. Người ta mang có nửa tấc, em mang tới tấc rưỡi lận. Rất là xinh đẹp. Cảm giác như thế nào? Dạ em nói thiệt là em cận rất là nặng. Vậy hả? Vậy thôi giờ anh cầm mắt kiến anh che cho em. Em đeo kiểu này. Ừ vậy thôi. Được không? Được không? À. Hèn chi thấy hát mà chỉ tôi không mà tôi tưởng là cũng mê tôi. Không, không, không có thấy được. Không, không có thấy được. Chỉ lộn. Tự nhiên mình xuyến xắn quá. Cái thưa quý vị vừa rồi chính là một tính từ mới trong từ điển tiếng Việt xuyến xoắn. Đó chính là sao xuyến và xoắn não đó quý vị. Dạ cảm ơn Lê Lộc đã sáng tạo ra chữ xuyến xoắn. Mình tên là Võ Lê My. Công việc hiện tại của My là ca sĩ. Em sinh năm mấy? Dạ 95 ạ. Ờ vậy bạn bằng mình. Giống một cái là ế đều. Chạm đấy nỗi đau.